Kính thưa quý vị và các bạn, việc cải tạo một ngôi nhà cũ trở thành công trình mới có lẽ là trường hợp chúng ta đã gặp rất nhiều trong những số trước của không gian xanh. Thế nhưng cải tạo thế nào để mang tính thẩm mỹ, công năng và bố trí được những không gian xanh mát lại không hề là đơn giản một chút nào. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hân sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình như vậy. Kiến trúc sư đã có những giải pháp ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với Ngọc Hân nhé! Chị Cơ có phải không ạ? Xin chào Hân. Dạ vâng ạ, em là Ngọc Hân đến từ chương trình Không Gian Xanh. Ngày hôm nay rất là vui khi mà được đến thăm công trình của chị. Mà chị Cơ biết không, đi từ ngoài thì em cũng nghĩ rằng đây là một cái quán cà phê xanh thôi, chứ không nghĩ rằng là một văn phòng thiết kế đâu ạ. Thực ra thì đây là văn phòng của mình. Rất vui và rất cảm ơn vì Hân đã tới tham quan công trình ngày hôm nay. Thì xin mời Hân đi vào bên trong để mình có thể trao đổi trực tiếp nhiều hơn, giới thiệu nhiều hơn. Thưa chị Cơ, em được biết rằng là cái văn phòng thiết kế này thì được chị cải tạo từ một ngôi nhà cũ. Thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn về cái hiện trạng của mặt bằng được không ạ? Cũng xin chia sẻ với Hân. Thì cái công trình này khi mà Cơ nhận được thì nó là một cái nhà ở cấp 4 khá là cũ kỹ từ thời Pháp á. Thì mặt bằng cũ của ngôi nhà là một cái không gian để ở, nó mang tính chất riêng tư nhiều hơn. Thì sau khi nhận cái công trình này thì Cơ cải tạo nó thành một cái không gian về công cộng, về văn phòng để phục vụ cho cái nhu cầu làm việc nhiều hơn. Thì khi mà Cơ nhận thì Cơ vẫn giữ lại cái bố cục cũ của cái mặt bằng và mình chỉ cải tạo sơ, cố gắng giữ lại những cái gì mà nó có thể cần thiết nhất ở cái văn phòng cũ, mặt bằng cũ. Thế chị có thể chia sẻ cụ thể hơn như là cái góc mà chị em mình đang ngồi này, hay là góc ở trong nhà hoặc là ở trước sân thì trước đây nó trông nó như thế nào không ạ? Bởi vì thực sự là Hân không thể nào mà tưởng tượng ra được là một cái văn phòng thiết kế đẹp và xanh mát như này thì trước đây nó là một ngôi nhà cũ trông nó ra làm sao ạ? Cái nơi mà mình đang ngồi á, thực ra nó là một cái gian phòng nhỏ thôi, có nghĩa là toàn bộ là tường là vách hết. Thì nó như là cái nhà ngày xưa á, nó sẽ chia ra làm 3 gian. Có nghĩa là trong quá trình cải tạo thì Cơ có phá bỏ hết những cái không gian cũ đó để cho mình có một cái không gian đệm, không gian xanh để mà mình kết nối được cái sân vườn với lại không gian bên trong của ngôi nhà. Tức là như vậy là mình sẽ phá hết tất cả những cái tường bao và chỉ giữ lại những cái phần mà cột chịu lực, sau đó là mình lắp thêm rất là nhiều những cái vách kính như là em đang thấy phải không ạ? Thì chủ đích của mình khi mà thiết kế cái không gian này á là mình làm một cái không gian mở hoàn toàn, vẫn giữ lại những kiến trúc cũ nhưng mà mình chỉ phá bỏ những cái giới hạn bên ngoài. Mình phá bỏ những cái hàng tường bên ngoài để mình lấy cái không gian bên ngoài đưa vào. Thì hiện trạng cũ của cái căn nhà này có một cái điểm đặc biệt, đó là cây xanh. Thì Cơ đã cố gắng giữ lại triệt để cái phần xanh của ngôi nhà là không gian cây này để tạo thành cái không gian đệm cho văn phòng của mình. Như vậy là mình rất là tôn trọng những cái cảnh quan cũ, những cái cây xanh mà đã có từ trước khi mà chúng ta đến rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà dựa trên đó thì Cơ có cải tạo thêm như là không gian sân vườn bên trước, không gian của hồ nước. Mình đưa những mảng nước, mảng cây xanh vô để mà tạo một cái cảm nhận về không gian xanh cho nhân viên khi làm việc. Mình cũng cảm thụ tốt hơn về nhìn và cảm nhận nó mát hơn, dịu hơn, thư thái hơn. Em có thể đi tham quan để có thể hiểu rõ hơn về cái cách mà chị bố trí tất cả những không gian như vậy được không ạ? Ok, mời Hân. Dạ. Xin giới thiệu với Hân, đây là không gian tiếp tân của văn phòng. Không gian này thì được bố trí và thiết kế nó nổi bật lên để mà tiếp đón khách hàng khi mà tới thăm. Vâng, em thấy rằng là nó có một cái màu sắc rất là mộc mạc giản dị. Thế nhưng mà điểm nhấn lại chính là cái khu bàn lễ tân với rất là nhiều những cái cây gỗ nhỏ phải không chị? Đúng rồi. Thì cái tông chủ đạo chính của cái không gian văn phòng mình đó là cái vật liệu thô mộc. Đây là một cái không gian mà tạo điểm nhấn. Thành ra là cái tông màu và vật liệu nó sẽ được bật lên. Bây giờ xin mời Ngọc Hân vào bên trong để tham quan không gian làm việc. Wow,
Wow, đúng là một không gian làm việc vô cùng mở và khoáng đạt cũng như là sáng tạo cho những người trẻ phải không chị? Thì đây là một cái không gian làm việc chung cho toàn bộ nhân viên trong văn phòng. Thì ở trên này bố trí cho không gian nó kết nối và liên thông với nhau hết để mọi người có thể nắm được công việc cũng như là connect tốt hơn. Em quan sát thì thấy đằng trước là chị sử dụng rất là nhiều những cái mảng kính và bên cạnh đó thì có những cái tấm lam dường như là để giúp chúng ta che bớt những cái ánh nắng vào công trình đúng không chị? À đúng rồi, không gian cũ của nó là một cái phòng ngủ thì chị cải tạo lại cho nó, mình vẫn giữ những cái kiến trúc cũ giống như người thấy ở bên kia là hệ cửa nếu mình vẫn giữ nguyên, mình chỉ cải tạo lại bằng những cái ô kiến lấy sáng và mở rộng hết không gian ra. Dạ, em thấy rằng là chúng ta sử dụng rất là nhiều kính như thế này thì nó có một cảm giác rằng là không gian được rộng mở này và kết nối với mọi người rất là dễ. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì những cái hiệu ứng nhà kính thì chị đã xử lý cũng như là giải quyết vấn đề này như thế nào? Rất cảm ơn cái câu hỏi của Hân. Thì thực ra hiệu ứng nhà kính ở thành phố mình nó là một cái vấn đề mình cần phải giải quyết. Thì Hân thấy những cái hệ nhôm ở bên ngoài cái không gian kiến trúc của mình đó, nó là một cái nhận dạng thương hiệu của bên công ty, nhưng mà thật ra mình cũng tận dụng nó để mà cản bớt được cái ánh sáng và cái sức nóng. Bên cạnh đó thì có những cái giải pháp mà nó hữu hiệu hơn đó, là mình sử dụng cái tấm màn cách nhiệt bằng nhựa thì nó hoàn toàn cách nhiệt được cho cái không gian làm việc và không gian bên ngoài. Như vậy là chúng ta đã cản bớt được rất là nhiều những cái nhiệt tác động của văn phòng làm việc của chúng ta phải không ạ? Khi nãy bước lên cầu thang thì em có quan sát thấy một số những cái ô cửa sổ nhỏ ấy ạ. Thì không biết đó có phải là cách mà để chị lấy sáng cũng như là đối lưu không khí cho cái công trình này không? Thực ra như chị nói khi nãy đó là cái công trình của mình, cái ánh sáng, cái nguồn sáng tự nhiên và không khí rất quan trọng. Thì đúng như Hân nói, đó là những cái ô cửa để mình lấy sáng cho không gian thang ở bên dưới. Tại vì Hân thấy không gian thang nó hơi nhỏ, kiến trúc cũ nó hơi nhỏ, mình tận dụng lại, mình mở những ô lấy sáng và một phần là để cho không khí lưu thông từ bên trong và bên ngoài. Giới thiệu với Hân, đây là phòng họp. Dạ. Không gian phòng họp. Dường như đây chính là cái không gian làm việc mà mọi người thường xuyên gặp gỡ cũng như là trao đổi với các khách hàng ở đây đúng không chị? Đúng rồi, đây là cái không gian mà tất cả mọi người sẽ cùng họp và cùng gặp khách hàng. Thì cho nên đây là không gian mà mình trau chuốt nhất, rất ưu tiên về view nhìn, cảnh quan xung quanh. Và em cũng nghĩ rằng đây là chính là một cái vị trí trung tâm nhất của văn phòng phải không chị? Bởi vì ngồi đây thì chúng ta có thể quan sát được cảnh đẹp không gian thiên nhiên này, và đặc biệt là có thể quan sát được những vị khách đi ra đi vào trong công ty. Chính xác, thì bởi vậy cho nên đây là một không gian mà mình đặc biệt chú trọng. Với thiết kế với không gian mở, toàn bộ cái view là mình sẽ mở ra hết để nhìn hết tất cả không gian từ bên trong lẫn bên ngoài, để nó có thể tạo được một cái cảm giác thư giãn nhất cho những người mà ngồi họp ở đây hàng ngày. Hiện tại những cái văn phòng mà theo cái kiểu dạng như kiến trúc xanh như vậy thì nó đang là một cái rất là thịnh hành và đang là một cái xu hướng của hiện tại cũng như là tương lai. Thì trong tương lai tôi nghĩ thì những cái không gian như thế này nó sẽ là những cái không gian mà nó chủ lực để cho kiến trúc sư cũng như những người làm nghệ thuật là có được cái môi trường để sáng tác và hoàn thiện bản thân mình, như là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm là tốt nhất. Thưa chị Cơ, trong phần góc tư vấn của ngày hôm nay thì chị có thể đưa ra một số những cái giải pháp về việc bố trí những yếu tố xanh ở trong văn phòng thiết kế được cải tạo từ công trình cũ không ạ? Khi mà cải tạo một công trình cũ thì cái yếu tố xanh rất là quan trọng. Với những cái công trình nào mà đã có sẵn mảng xanh thì khi thiết kế mình nên cố gắng tận dụng tối đa và bổ sung thêm cho nó những cái mảng xanh để nó liên thông cái không gian lại với nhau. Ngoài ra thì việc chúng ta sử dụng những cái loại vật liệu hoặc là cái cách mà bố trí sắp đặt để đối lưu không khí cũng như là vi khí hậu ở trong một công trình thì ra sao hả chị? Thực ra thì khi mình đã tận dụng cái mảng xanh triệt để đó thì cái phần mà không khí ở trong công trình này là một giải pháp rất là tốt rồi. Không gian của mình sẽ luôn có cảm giác là nó thoáng hơn. Như Hân thấy là toàn bộ không gian ở đây đều là không gian mở, open ra hết. Thì cái luồng nguồn xanh á, của mình á, là sẽ tiếp nhận trực tiếp từ ánh sáng cho tới cây xanh, tới hồ nước. Thì tất cả nó đều hỗ trợ cho nhau để nó tạo một cái luồng không khí đối lưu. Thực ra về không khí đối lưu thì nó còn một phần nữa là ở phía sau những công trình á, cơ luôn có những cái ô thoáng, lấy gió, lấy thoáng để mà không gian nó có thể thông thoáng với nhau được nhiều hơn. Xin cảm ơn chị Cơ về những tư vấn hết sức cụ thể của ngày hôm nay. Và chương trình cũng có một kỷ niệm chương dành tặng cho chị. Rất cảm ơn Hân và xin cảm ơn chương trình Không Gian Xanh. Quý vị và các bạn thân mến, công trình văn phòng mang thiết kế tối giản nhưng tràn ngập ánh sáng và không gian thiên nhiên của kiến trúc sư Đỗ Ly Khơ đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.